Nếu sự việc này lộ ra, số phận của tôi như thế nào thì chắc chắn rằng các anh cũng biết. Chính vì vậy, tôi rất mong là anh sẽ trân trọng nó. Anh xem đi. Đây không chỉ là hợp đồng nhập khẩu linh kiện điện tử, mà tôi nghe nói thông qua cái hợp đồng này, hàng chục nghìn chiếc điện thoại đã được nhập về mỗi năm. Nếu như các anh không bắt được Thịnh đầu bạc, tôi đố các anh có thể có được những thứ này đấy. Mà những thông tin này thì các anh có thể kiểm chứng, bởi rất có thể nó là giả. Tôi cũng không biết thế nào. Hắn có biệt danh là Boss. Thực chất hắn chỉ là một tay cò, có dự án, có quan hệ, có quan chức. Anh biết, mà sao vẫn quan hệ với hắn? Anh muốn tiến xa nhất có thể. Cái công việc mà anh muốn, thế mạnh của anh không phải là kinh doanh, mà là quản lý. Anh muốn nắm trong tay một nguồn lực lớn để tạo ra những giá trị đặc biệt. Biến Thành Đông trở thành một doanh nghiệp vốn nhà nước mạnh mẽ nhất. Có những công trình điểm nhấn được tham gia sâu vào quá trình hoạch định chiến lược phát triển của tỉnh. Hồ sơ gì mà nhiều thế? Dạ, vụ Thịnh Gia anh ạ. Vụ Thịnh Gia à? Vụ này đã giao cho đội 2 rồi cơ mà. Trường nhờ cậu hỗ trợ gì à? Dạ không ạ. Vụ muốn xem thêm tài liệu liên quan tới công ty Thái Lai ạ. Tại sao lại phải xem thêm? À, Vũ muốn làm rõ mối liên kết giữa Thịnh Gia, Thái Lai và TN Mobile. Thịnh Đầu Bạc hiện đang trốn truy nã. Vụ án thì đang tạm đình chỉ điều tra. Tôi không muốn các cậu điều tra dàn trải, lan man, làm loãng các nội dung mà các cậu đang tập trung làm rõ. Dạ vâng, em sẽ báo cáo lại với Vũ. Em xin phép.